mọi người xin chào mọi người nha thì đây là một quả xoài thì em sẽ hướng dẫn mọi người làm một món liên quan tới xoài nha mọi người xoài này thì em sử dụng đang sử dụng là xài cát quả lọc nha thì đầu tiên là em sẽ cắt cái phần thịt cơm của quả xoài ra và mình sẽ lấy cái phần cơm của nó thì trong công thức này em sử dụng là 100g nha mọi người 100 g phần thịt xoài. Đó, rất là ngon luôn và rất là thơm luôn á. Cho nên em muốn em thấy trái xoài ngon quá nên muốn làm cái clip chia sẻ tới mọi người. Và mình sẽ lấy cái phần cơm xoài ra luôn nha. Mình lấy phần cơm xoài và trong công thức mình sử dụng là khoảng 80 đến 100 g cho ly 700 ml nha mọi người. Nếu mà mọi người kinh doanh quán mà mình muốn thêm món thì đây là món rất là dễ làm luôn á. Và đây là cái bột cốt dừa mà hôm bữa em mua ở Trịnh Hoài Đức em có chia sẻ nơi mua và có một cái clip chia sẻ về nơi bán nguyên liệu rồi đó. Thì mình sẽ sử dụng cái bột cốt dừa này, mình pha với lại nước sôi. Mình pha thêm 50 ml nước sôi nha mọi người. 3 g bột cốt dừa và 50 ml nước sôi. Mình sẽ nước nóng 90 độ á mọi người và mình sẽ quậy cái cốt dừa này cho nó tan ra và mình sẽ đi làm cái món là sinh tố xoài cốt dừa nha thay vì mình phải mua nước cốt dừa tươi nó rất là bất tiện hoặc nước cốt dừa lon nó cũng rất là bất tiện luôn tại vì mình bán nếu như mà mình bán chuyên á thì không nói còn không chuyên á mình bổ sung thêm món mà mình sử dụng cái nước cốt dừa nó sẽ để lâu không có được tốt đó và mình sẽ đi sai thì bây giờ em sẽ cho là khoảng là 80 đến 100 g tùy mọi tùy tùy cái khẩu vị của mọi người nha mình cho xoài sau đó mình cho cái nước cốt dừa lúc nãy mình pha rồi mình cho thêm sữa đặc và mình sẽ cho cái nước đường nha mọi người nước đường sữa đặc nước đường và kem béo rất lùng và sữa tươi đó là công thức nó gồm có như vậy nha và mình cho tất cả vô máy mình xay thì đối với cái ly mà em đang xay là ly 700 ml thì em sẽ sử dụng một ly đó và em đông nguyên liệu xong em sử dụng một ly đá đó một ly đá và mình sẽ xay nha mọi người đó một ly đá như thế này ly 700 ml rồi mình sẽ xay mình xay tất cả các nguyên liệu này vô thì em đang làm là cái xoài phần cơm xoài còn lại á em làm em cho một ít ở dưới đáy ly để em trang trí nếu như mà mấy anh chị mà bán giá ok giá ổn thì mình thăng trang trí bằng xoài tươi còn không thì mình có thể mình sử dụng cái à, à, Sốt xài hãng giống như là Berino đi em thấy hãng đó là vừa tầm á thì đó là hàng công ty mà nó cũng rất là ngon và thơm luôn thay vì mình dùng xoài tươi giá cốt nó cao thì mình sẽ sử dụng cái sốt Barino vị xoài để mà mình dàn dưới cái đáy ly á cho cái ly um, đá xay của mình nó ngon nha. Đó, cái ly cái, cái đây là cái chai xoài của Barino. Đó thì mọi người tham khảo nha. Mình có thể là mình sử dụng xoài tươi hoặc là mình sử dụng cái sốt xài cũng được nha. Rồi mình sẽ đem mình xay lên nha. Mình vẫn có thể thay cái 180 đến 100 g xoài cơm xoài mình thay bằng cái sốt xoài Berino vẫn được nha mọi người. Nếu thay sai thay, thay sốt xài thì mọi người thay khoảng 50 ml nha. Rồi mình sẽ cho lên máy mình xay. Đó mình xay nhuyễn ra món này rất là thơm và ngon nếu như mà mấy anh chị bán mà bán mang đi xa đó thì mấy anh chị cho thêm hai gram bột mít nữa nè bột mít là bột rà, bột chống tách lớp á trong những cái chỗ mà người ta bán nguyên liệu pha chế người ta có bán nha mình nói là mình mua cái bột mà cho món đá xay chống tách lớp á là người ta bán cho mình nha chống tách nước nó tách ra nó bị tan đá nhanh đó mọi người đó và sau khi mà mình xay xong rồi thì mình cho ra ly như thế này và đây là một cái ly thành phẩm nha và mình có thể trang trí thêm cái xoài tươi ở trên đó là tùy theo cái giá thành mà mấy anh chị bán cái giá cao thì mình có thể mix đó còn cái giá mình thấp thì mình có thể là mình sử dụng cái à, những cái sốt xay sẵn người ta bán trên thị trường rất là nhiều Perino là cái hãng mà thông thường mà em hay sử dụng nó vừa thơm vừa ngon và giá nó cũng vừa tại vì khu vực của em á, em bán giá cũng là giá vừa nó chủ yếu là mình mua hàng chất lượng hàng công ty là được rồi mọi người đó và cái giá thành của mình là tùy theo khu vực ha và mình có thể trang trí thêm cái phần xoài tươi ở lên trên và cái món này rất là ngon và rất là thơm luôn nha mọi người nha Mọi người nên thử nếu mà mở quán mà chưa biết pha chế thì nhớ đăng ký kênh Ngọc Khánh Vlog và nhớ ủng hộ em bằng cách nhấn like và share kênh của em để mọi người biết tới để mà xem và tham khảo những công thức em chia sẻ. Em chia sẻ thì hầu như là những công thức em đều đã đi học và đã làm qua và thấy là mọi người có thể chia sẻ để mọi người có khi cần mọi người tham khảo nha. Cảm ơn mọi người.